Bạn ơi hãy nắm tay và nghe tôi kể này, một nơi với những câu chuyện của trái tim. Đặt vào đó thân yêu ước mơ, thật nhiều ước muốn hy vọng. Tình yêu đã tươi sẽ cho ta niềm tin. Cùng bạn tôi đến gieo mầm xanh, tỏa bóng mát tâm. Lá rụng nơi thiên đường. Hai ông già bà cả chở nhau trên cái xe đạp của thằng cháu. Gió thổi dịu dịu theo những bánh xe quay. Bà dựa vào lưng ông, tận hưởng cảm giác bình yên, thư thái. Nè ông. Gì vậy? Để tôi ngủ thêm chút xíu nào. Vậy đi, chở tôi ra chợ qua bằng xe đạp đi. Sao bữa nay bà lại trở trời thế này? Ra mua cái vé tàu điện ngầm mà đi chợ. Bà lão thân yêu ơi, cho tôi ngủ thêm tí nữa thôi mà. Lát ông phải mua hoa tặng tôi nha. Ừ, mua cho bà một củ khoai ngay đây. Ừ, tôi nói mua hoa cho tôi mà. Mua cho bà củ khoai để bà ngồi ăn, đỡ ngồi réo sau lưng tôi nữa. Bữa nay chợ chẳng có hoa nào đẹp ông ạ. Cứ y như cách đây 40 năm vậy. Bà vẫn là cái đồ kiết xu như trước. Còn ông gạch ngói 40 năm vẫn chẳng mòn. Bữa nay là sinh nhật ông. Vì thế mà bà trở trời như vậy. Ở cái tuổi răng đã lung lai cả hàm thế này, nói đến chữ sinh nhật có vẻ không hợp. Nhưng bà có một linh cảm. Có lẽ đây là lần sinh nhật cuối cùng của ông, mà còn có bà ở bên. Bà sao thế? Cứ đứng bần thần cả người ra. Mà dạo này tôi thấy bà ốm đi đó. Ông yên tâm, tôi bệnh làm sao được. Thôi, cho ông bữa nay qua nhà mấy ông hàng xóm chơi cờ đó. Thiệt hả? Bà lão bữa nay được ăn củ khoai xong nên tử tế hẳn. Tôi đi một lát nha. Bà dọn dẹp nhà cửa, nấu nướng những món ăn ông thích nhất. Bà cũng ra hiệu bánh đặt một chiếc bánh gato nho nhỏ. Cuối tuần cả nhà đi vắng hết. Thế lại hay, bà muốn dành khoảng thời gian đặc biệt này với riêng mình ông. Sao trời đất tự dưng tối sầm thế này? Ôi cái đầu của tôi. Bà nó ơi, bữa nay tôi đánh thắng lớn nha. Mấy lão đó bị tôi cho ăn hành tơi tả. Bà nó, bà sao thế? Ông ơi, tôi mệt lắm. Ông ra chỗ bếp, mang bánh sinh nhật và nến vào đây. Giờ tôi mới nhớ ra bữa nay là sinh nhật tôi đó. Bà cầu kỳ thế này. Bà nó ơi, bà thấy mệt lắm mà. Để tôi gọi bác sĩ tới coi nha. Ông ơi, tôi thấy mình đã đến lúc lên thiên đường rồi. Bà nói gì thế? Đừng nói nữa. Vớ vẩn. Ông để tôi nói. Tôi làm những món ông thích nhất. Và có cả bánh gato nữa. Sinh nhật của ông lần cuối cùng mà tôi có thể ở bên. Tôi cảm thấy thật hạnh phúc khi có ông bầu bạn từng ấy năm. Ông ở lại mạnh giỏi và chăm lo cho con cháu nha. Bà lão ơi, làm sao tôi có thể ở lại mà không có bà? Tôi muốn nghe điều ước trong sinh nhật của ông. Gặp bà và chung sống với bà là mọi điều ước của tôi đã thành hiện thực rồi. Nếu có ước, tôi chỉ ước được gặp bà sớm hơn. Bà lão ạ, bà đã có một thiên đường ở trần thế này. Giờ chỉ là đi đến một thiên đường khác và chờ ông ở đó thôi.